xin hỏi là bên làm việc của VNPT thì mình có thể xin các bạn ít phút để mình phỏng vấn bạn được không? Cho mình hỏi là bạn tên gì nhỉ? Mình tên Nguyên. Nguyên, bạn đang là sinh viên ngành gì nhỉ? Mình cũng học Digital Marketing giống Bạn bạn. cũng học Digital Marketing. Thế thì bạn có thể cho mình biết là hiện bạn mong muốn những gì từ cái ngành học của mình được không? Mình muốn sau khi mình học thì mình có thu nhập cao trong tương lai. Thu nhập cao trong tương lai. Vâng. Thế thì tại sao bạn lại chọn cái ngành đi từ marketing này nhỉ? Có thể là do đam mê kiếm tiền và kiểu cái ngành này cũng là do ngành bố mẹ của tôi thích. Bố mẹ của bạn yêu thích. Ok. Thế thì bạn có thể cho mình biết là gợi ý cho mình được thì là kiểu như sau khi tốt nghiệp thì mình làm sao để có được cái việc làm luôn. để mà có một việc làm luôn thì mình nghĩ là mình nên có một cái bằng thật là khá ở tham khảo là giỏi và mình sẽ có những cái kỹ năng trau dồi luôn trong việc học của mình kia, Kỹ năng những kỹ năng mềm. kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Vâng. Thì bạn có thể cho mình biết là sau 5 năm nữa thì bạn mong muốn bạn sẽ trở thành người như thế nào? Mình kiểu ước mơ mình hơi lớn là mình mong mình được làm quản lý một cái gì đó. Manager. Ngoài giờ học thêm trên lớp thì bạn có muốn có thêm những cái hoạt động ngoại khóa nào không? ngoài giờ đến lớp thì mình cũng muốn tham gia những hoạt động giao tiếp với những người khác hoặc là hoạt động làm việc nào mình đến lớp. Thế thì bạn có thể cho mình biết một loại hình ngoại khóa mà bạn đang vô cùng mong muốn được tham gia nhưng mà vẫn chưa có thấy ở FPT không? Mình mong muốn là FPT nó kiểu tạo nhiều buổi talk show với những cái quản lý và những cái công ty doanh nghiệp mà.